Tech Theory chuyển đổi ảnh thành văn bản ngay trên điện thoại. Thật bất ngờ phải không nào? Ứng dụng này sẽ giúp ích cho các phóng viên, nhà báo, nhân viên văn phòng và tất cả chúng ta nếu có liên quan đến công tác soạn thảo văn bản. Khi muốn chuyển đổi nhanh báo cáo từ các cơ quan đơn vị chức năng sang dạng file mềm Word nhằm xử lý nhanh thông tin mà không cần phải ngồi cọc cạch gõ lại thông tin từ văn bản giấy. Cách làm cổ điển ngồi gõ lại rất tốn thời gian và giải quyết công việc không được kịp thời, nhanh chóng và mất đi tính thời sự. Tech Theory tạm dịch văn bản thần tiên, văn bản cổ tích là ứng dụng chuyển ảnh sang chữ đơn giản hiệu quả, chạy được trên các thiết bị Android 3.0 trở lên và hoàn toàn miễn phí. Tính năng của Tech Theory với nhiều ưu thế như dễ dàng chuyển ảnh thành văn bản này, chế độ xem hình ảnh trực quan cho phép chỉnh sửa văn bản đã được chuyển đổi, sao chép văn bản được trích xuất sang các ứng dụng khác như Office Mobile, Zalo, Facebook, tin nhắn thoại. Ngoài ra còn có thể chuyển đổi trang đã quét thành tài liệu PDF, nhận dạng tài liệu in trong hơn 50 ngôn ngữ và dĩ nhiên có thể hỗ trợ nhận dạng tài liệu tiếng Việt. Và cuối cùng tải về cài đặt sử dụng trên CS Brain hoàn toàn miễn phí và khi sử dụng không có quảng cáo hiện lên trong quá trình thao tác. Bây giờ chúng ta cùng xem cài đặt và sử dụng ứng dụng này nhé. Các bạn vào CS Brain hay còn gọi là Google Play để gõ từ khóa Tech Theory trong hộp tìm kiếm. Ứng dụng xuất hiện, bấm cài đặt. Chờ vài giây cho ứng dụng cài đặt vào điện thoại. Cài đặt xong, bạn bấm mở ứng dụng. Giao diện ứng dụng xuất hiện, đồng thời hỏi bạn cho phép Tech Theory truy cập vào ảnh phương tiện và tệp trên thiết bị của bạn. Bạn đồng ý bấm cho phép. Giờ đây việc cài đặt đã hoàn thành, bạn chỉ việc mở ứng dụng ra và bắt đầu sử dụng thôi. Giao diện ứng dụng khá là đơn giản. Bạn nhìn lên góc phải trên cùng có hai biểu tượng, một là biểu tượng camera và hai là biểu tượng image bức ảnh. Nếu có sẵn ảnh chứa văn bản lưu trữ trong điện thoại thì bạn chọn image để truy tìm địa chỉ mở bức ảnh đó. Ở đây tôi chưa có sẵn ảnh lưu trữ trong điện thoại nên tôi chọn biểu tượng đầu tiên camera để chụp một trang sách. Tôi đang tiến hành chụp. Các bạn nhớ chụp trang giấy chụp cân đối và sáng rõ nha. Càng làm tốt khâu này thì ứng dụng chuyển sang chữ càng hoàn hảo. Chụp xong bạn bấm OK. Ứng dụng xuất hiện khung chữ màu xanh để bạn tùy chỉnh phạm vi quét ảnh chuyển sang văn bản. Tùy chọn phạm vi quét ưng ý xong, bạn nhấp vào mũi tên Next chuyển tiếp ở phía dưới. Rồi tùy chọn ngôn ngữ chuyển. Ở đây văn bản ảnh là tiếng Việt nên tôi chọn Vietnamese. Chọn xong bạn bấm Start bắt đầu và chờ cho ứng dụng tự động làm nhiệm vụ của mình. Ứng dụng đã chuyển đổi ảnh sang văn bản xong, xuất hiện hộp thoại thông báo "That went well", việc chuyển đổi đã thành công. Và bây giờ đưa dữ liệu chuyển đi đâu? Có 3 lựa chọn cho bạn. Một là share, chia sẻ ngay đến một ứng dụng khác. Hai là copy, để dán sao chép vào một ứng dụng khác. Ba là chuyển kết quả này sang file PDF, một định dạng tài liệu di động. Ở đây tôi chọn phương án 2 copy để dán vào phần mềm Office Word có sẵn trong điện thoại, thuận tiện cho việc chỉnh sửa và lưu trữ. Như các bạn thấy đấy, Tech Theory chuyển file ảnh tiếng Việt sang văn bản chữ đạt độ chuẩn xác tới 95%, chỉ việc sửa lại một số từ chuyển lỗi mà thôi. Nếu là file ảnh tiếng Anh thì độ chuẩn xác đạt tới 100%. Đến đây tôi xin tạm dừng video giới thiệu ứng dụng Tech Theory. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Clip số 5 trên YouTube để ủng hộ và theo dõi các video giới thiệu ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất. Chào thân ái và hẹn gặp lại.